Kính thưa quý vị và các bạn, đừng buồn vì người khác đối xử tệ với mình. Hãy cảm ơn họ vì họ đang gánh nghiệp giúp bạn. Dù cuộc sống đôi khi tràn ngập những thử thách và những lúc chúng ta gặp phải sự không công bằng, nhưng có một điều ta không nên quên, mọi việc diễn ra đều có nhân quả của nó. Mỗi hành động, mỗi từ ngữ đều đem lại hậu quả không chỉ cho người thực hiện mà còn cho những người xung quanh. Khi ta bị người khác đối xử không công bằng, có thể ban đầu chúng ta cảm thấy đau lòng, bị tổn thương và bất bình. Nhưng có một cách nhìn tích cực hơn, đó là nhìn vào tình huống đó từ một góc độ của nhân quả. Một người đối xử tệ với ta có thể đang gánh nghiệp giúp ta trên con đường của cuộc đời. Hãy suy nghĩ về điều này. Có thể người đó cần được giáo dục, cần được giảng dạy nhiều hơn về tình cảm và sự nhân từ. Hoặc có thể họ đang phải đối mặt với những vấn đề riêng trong cuộc sống của họ mà chúng ta không hề biết đến. Vì vậy, thay vì oán trách và căm phẫn, hãy lắng nghe và hiểu cho người đó. Hãy cảm ơn họ vì những bài học cuộc sống mà họ mang lại, dù nó khiến ta cảm thấy khó chịu. Mỗi trải nghiệm là một cơ hội để trưởng thành và học hỏi. Và những người đối xử không công bằng với chúng ta cũng là một phần quan trọng của hành trình này. Không ai có thể tránh khỏi những lúc bị đối xử tệ bạc, bị tổn thương bởi những người xung quanh. Cảm giác bị phản bội, bị tổn thương có thể khiến ta nuốt lấy bi thương và tạo ra những ký ức đau đớn, dễ dàng chìm đắm trong bi thương và nuôi uất hận trong lòng. Nhưng đằng sau mọi sự tổn thương đều ẩn chứa một bài học quý báu về nhân quả. Có thể người ta đã từng làm tổn thương chúng ta bởi họ chưa hiểu được giá trị của sự tôn trọng và lòng nhân ái. Họ có thể đang phải đối mặt với những nỗi đau, những mất mát mà chúng ta không biết đến. Khi nhận ra điều này, chúng ta có thể chuyển từ cảm giác căm ghét và hận thù sang việc hiểu và tha thứ. Tha thứ không phải là việc xóa bỏ tất cả mọi thứ gì đã xảy ra, mà là sự giải thoát cho chính bản thân ta. Bằng cách tha thứ, ta giải phóng bản thân khỏi cảm xúc tiêu cực, từ đó tạo ra không gian cho sự hòa bình và hạnh phúc. Vì vậy, hãy cảm ơn những người đã làm tổn thương chúng ta, vì họ đã giúp ta nhận ra giá trị của sự tha thứ và lòng nhân ái. Hãy nhìn vào tình huống đó từ góc độ của nhân quả và để trái tim mình mở rộng với tình yêu và sự thông cảm. Bởi chỉ khi ta biết cảm ơn, ta mới thực sự tự do và bình an trong lòng được. Nhân quả công minh và không bỏ sót bất kỳ ai. Trong cuộc sống, mỗi hành động của chúng ta đều mang theo những hậu quả và không ai có thể trốn tránh khỏi nhân quả. Khi ta bắt nạt hoặc đối xử tệ bạc với người khác, ta không chỉ làm tổn thương cho họ mà còn gánh nghiệp của mình lên vai. Dù có thể trong lúc đó, cảm giác thỏa mãn tạm thời hoặc ích lợi nhỏ có thể khiến ta cảm thấy hứng thú, nhưng đối với tâm hồn và nhận thức, đó chỉ là những gánh nặng không thể né tránh được. Mỗi hành động tiêu cực sẽ gieo vào lòng ta những hạt giống của sự đau khổ và khổ sở trong tương lai. Hãy nhìn xa hơn, rộng lớn hơn và nhận ra rằng sự tôn trọng, lòng nhân ái và đạo đức là những yếu tố quan trọng nhất trong cuộc sống này. Thay vì làm tổn thương người khác, hãy là người mang lại niềm vui và sự ấm áp cho họ. Hãy xây dựng một cộng đồng đầy lòng từ bi và sự hiểu biết. Xin nhớ rằng không ai thoát khỏi những hậu quả của hành động của mình. Vì vậy, hãy chọn lựa con đường công minh, đem lại hạnh phúc và bình an cho bản thân cũng như cho mọi người xung quanh mình. Chỉ khi đó, ta mới thực sự có thể sống hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc đời này. Có những điều quan trọng mà Phật dạy chúng ta cần nhớ để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và thông thuận. Hai điều không cầu khấn là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất nhằm giúp ta giải thoát khỏi sự ràng buộc của dục vọng và tiền bạc. Dục vọng, sự khao khát về sự giàu có và quyền lợi
thường làm cho con người mất đi lòng bình tĩnh và không bao giờ biết thỏa mãn được. Người ta có thể có tất cả những điều tưởng chừng là đẹp đẽ và sung túc, vợ đẹp, con khôn, xe hơi nhà lầu, nhưng vẫn cảm thấy rỗng tuếch bên trong. Sự ham muốn không ngừng nghỉ này khiến cho ta không bao giờ hài lòng và dẫn đến sự lo lắng và lo âu không lối thoát. Để giữ được lòng bình tĩnh và sống một cuộc sống ý nghĩa, ta cần hiểu rằng không cầu khấn là cách để giải thoát khỏi sự gò ép của dục vọng và ham muốn vật chất. Thay vào đó, hãy tập trung vào những giá trị đích thực như lòng từ bi, lòng nhân ái và sự hài lòng từ bên trong. Chỉ khi đó, ta mới thực sự có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và thông thuận. Có những người đã có địa vị xã hội nhất định và đủ ăn no, nhưng đôi khi họ lại mắc phải cạm bẫy của lòng tham và ham muốn không ngừng nghỉ. Khi nhìn xung quanh và thấy những người cùng trang lứa đều hô mưa gọi gió, sống trong vinh quang và thành công, họ bắt đầu cảm thấy không an phận và nảy sinh lòng ham muốn làm giàu hơn nữa, bất chấp mọi thủ đoạn. Dường như tiền bạc và quyền lực đã mê hoặc và lôi cuốn họ, khiến họ sẵn lòng tham ô hối lộ và thậm chí là buôn gian bán lận để đạt được mục đích. Họ không ngần ngại mạo hiểm và liều một phen mà không mảy may nghĩ đến hậu quả sẽ đối diện. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận là ác báo luôn rình rập trước mặt. Một ngày kia, khi thân bại danh liệt, khi làm ăn phá sản và phải đối mặt với án phạt, họ mới nhận ra rằng sự hối hận không còn giá trị gì nữa. Những gì mà họ mất đi không chỉ là tiền bạc và danh vọng, mà còn là lòng trí tuệ và lòng trung thành. Khi cửa nát nhà tan, chỉ còn lại một mình hối hận và sự tiếc nuối đầy đau thương. Cuộc sống không chỉ là về việc tích lũy tài sản và đạt được danh vọng, mà còn là về việc xây dựng một đời sống ý nghĩa và đáng sống. Hãy luôn nhớ rằng, tiền bạc và quyền lực không thể mua được hạnh phúc và lòng bình an tinh thần. Hãy sống một cuộc đời đúng đắn và trung thực, để không phải hối hận và tiếc nuối khi nhìn lại quãng đường đã đi qua. Khi bước vào tuổi trung niên, ta cần học cách đánh giá lại giá trị thực sự của cuộc sống và hạnh phúc. Đó không chỉ là việc tích lũy tài sản hay danh vọng, mà là việc thấu hiểu và trân trọng những điều mà chúng ta đã có. Hạnh phúc không nằm ở nơi xa xôi, mà chính là những phúc phận, những điều mà ông trời đã ban cho chúng ta theo số kiếp. Hãy chiếu theo số mệnh, số phận mà mình đã được trời phú cho, và hãy biết trân trọng những điều đó. Trong thời gian ở tuổi trung niên, hãy đặt gia đình và tình nghĩa lên hàng đầu, chứ không phải là công việc hay là tiền bạc. Đừng để tiền tài và vật chất làm chủ đạo, vì chúng không thể mang lại hạnh phúc thực sự. Hãy tránh xa những thứ không thuộc về mình và giữ cho tâm hồn luôn luôn bình thản mỗi lúc, mỗi nơi. Thay vì vất vả trong cuộc sống tranh giành quyền lợi và đoạt lợi, hãy tìm kiếm những điều làm cho tâm hồn mình bình yên và thư thái hơn. Đôi khi, việc đơn giản như pha một tách trà ngon và ngồi một mình trong yên bình, đọc sách và suy ngẫm về đời sống cũng đủ để ta cảm nhận được giá trị thực sự của hạnh phúc. Đó chính là cách để trân quý và đánh giá cao cuộc sống này hơn bao giờ hết. Không ít người ở tuổi trung niên đã trải qua những cung bậc cảm xúc và thăng trầm đầy khổ đau về tình cảm hôn nhân. Quan hệ giữa vợ chồng không phải lúc nào cũng mặn nồng và êm đềm, mà có thể đầy rẫy những bực bội và phiền lòng. Dần dần trong cuộc sống ngoài xã hội, cám dỗ luôn rình rập và có thể dễ dàng khiến người ta bị cuốn vào những mối quan hệ bất chính. Khi gặp phải một người ý hợp tâm đầu, người ta thường cảm thấy một cảm giác mới lạ và cuốn hút với cuộc hôn nhân vốn tẻ nhạt và đơn điệu. Cảm xúc khác hẳn khiến cho cuộc sống hàng ngày trở nên phong phú và đầy sức sống. Tuy nhiên, đây cũng là lúc mà người ta cần phải cân nhắc
và đặt ra những quyết định đúng đắn nhất cho bản thân và gia đình. Hôn nhân không chỉ là về tình cảm, sự hứng khởi, mà còn là về trách nhiệm. Trong những lúc khó khăn và bất mãn, hãy nhớ rằng không cầu thứ tình cảm vốn không thuộc về mình. Để bảo vệ hạnh phúc gia đình, hãy tìm sự nguồn cảm hứng và niềm vui từ những khoảnh khắc bình dị và chân thành. Hãy lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau, và hãy luôn nhớ rằng đâu mới là nơi chứa đựng thực sự của hạnh phúc. Con tim của người ta lúc là bão táp, lúc lại là hòa bình trong bức tranh đầy màu sắc của cuộc sống. Muôn vàn cảm xúc trào dâng từ biển yêu thương đến vực sâu của dục vọng, tạo nên một cuộc hành trình khám phá vĩ đại và đầy mê hoặc. Nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc yên bình, con tim người ta lung lay muốn đổ, và dục vọng ái tình cũng vậy, như một tia lửa lóe lên giữa cánh rừng đã cháy khô dưới ánh nắng hạn hán. Nỗi khát khao lan tỏa như hỏa khí khiến cho trái tim rạo rực hơn bao giờ hết. Nhưng giữa những cơn mưa rào bất chợt của cuộc đời, trái tim người ta lại như mảnh đất hạn hán lâu ngày chẳng nhận được giọt nước nào. Lúc ấy, mỗi giọt mưa rơi là như làn hơi sống mới, làm tươi mát, làm sống lại lòng khô cằn đầy mơ mộng và hy vọng. Ai mà chẳng liêu xiêu, chẳng ngây ngất trước sóng mắt lấp lánh, trước nụ cười ấm áp của người khác. Trong bão tố cũng như trong bình minh, cảm xúc như một cơn sóng dữ hoặc như bức tranh thủy mặc vẫn làm say lòng người. Nhưng càng là lúc ấy, chúng ta lại càng phải tỉnh táo hơn bao giờ hết trước những cám dỗ, những thử thách, những lời hứa hẹn. Ta phải biết đứng vững trước ranh giới của đạo đức và lương tâm. Cuối cùng, ước thúc không chỉ là những lời hứa, mà còn là sự kiểm soát bản thân và lòng trung thành với giá trị và nguyên tắc của bản thân. Bạn chính là đạo đức nhân loại, người biết nhìn nhận và đánh giá mọi việc từ góc độ đạo đức và lương tâm. Nếu bước qua ranh giới đạo đức, chính là phá vỡ tiêu chuẩn, làm việc bất thiện và đặt bước chân đầu tiên sang phía phản diện của cuộc sống. Ta thường mơ mộng về những cảm xúc không thuộc về mình, nhưng đừng để những ảo mộng ấy trở thành ác mộng của trái tim. Tình yêu mặc dù đẹp đẽ, nhưng lại dễ tan biến như những tia sáng trong đêm tối. Ly rượu nồng khiến cho lòng người say đắm, nhưng đôi khi chứa đựng những hạt độc tàn phá tâm hồn. Và ngoại tình như một cơn bão cuồng nộ, không chỉ hủy hoại những mối quan hệ mà còn đánh mất đi phẩm giá và đạo đức. Hãy giữ cho trái tim luôn tỉnh táo trước những cám dỗ và lời ngọt ngào của tình yêu dối trá. Đừng để mình bị cuốn vào dòng xoáy của dục vọng và lừa dối. Bởi chỉ khi tỉnh táo, ta mới có thể đối diện với cuộc sống một cách đúng đắn và kiên nhẫn. Hãy nhớ rằng, hành động của ta không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình, mà còn đến những người xung quanh nữa. Hãy giữ cho trái tim luôn trong sạch và tinh khiết để không gây tổn thương cho người khác và cũng không làm mất đi chính bản thân mình. Có ba điều không nên chờ đợi. Điều thứ nhất là đừng đợi đến khi mất đi mới nhận ra rằng yêu cuộc đời, yêu đời cũng là yêu chính mình. Một người biết trân quý sinh mệnh của chính mình thì mới có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Đôi khi ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn từ bỏ. Nhưng nếu ta hỏi, nếu ta bỏ cuộc, liệu chúng ta sẽ thấy mình sống trong hạnh phúc hay là trong đau khổ? Cuộc đời ta giống như một con sông dài, luôn trôi qua những thăng trầm của cuộc sống. Có lúc gió yên bình, bể lặng, nhưng cũng có những lúc ồn ào, sóng dậy cao. Nhưng đừng quên, đó chỉ là một phần nhỏ trong dòng chảy lớn của cuộc đời. Mặc kệ sóng gió, ta vẫn có thể hòa bình vào nhịp điệu của cuộc sống. Mỉm cười, đó là bí quyết khi ta gặp khó khăn. Mỉm cười để tự tạo ra sức mạnh, để vững vàng bước qua những thử thách. Dù bao nhiêu gian truân, hãy nhớ rằng, sau mỗi ngã đau,
ta sẽ lại đứng lên mạnh mẽ, tiếp tục chặn đường phía trước. Và khi nhìn thấy một khoảng trời rộng lớn mở ra trước mắt, ta sẽ cảm nhận được rằng dù có bao nhiêu sóng gió, cuộc đời vẫn đẹp sao. Thứ hai là đừng đợi đến khi bị bệnh rồi mới ý thức được sức khỏe quan trọng. Đôi khi chúng ta chỉ nhận ra giá trị của sức khỏe khi bị bệnh. Đó là lúc mà mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa trước sự yếu đuối và đau đớn. Sức khỏe thực sự là một khoản tài sản vô giá trong cuộc sống của chúng ta. Dù có giàu có đến đâu, dù có nhiều tiền bạc đến cỡ nào, sức khỏe vẫn là điều mà không thể mua được, không thể nào thêm được. Nhìn lại, khi còn trẻ trung, ta thường đổ sức khỏe và thời gian để kiếm tiền. Nhưng khi bước vào tuổi già, chúng ta lại phải dùng tiền bạc để tìm lại sức khỏe. Nhưng có bao nhiêu cũng không đủ. Cuối đời, ta có thể có cả tiền và thời gian, nhưng sức khỏe lại không còn nữa. Chính vì thế, hãy trân trọng và chăm sóc sức khỏe của mình ngay từ bây giờ. Đừng để bản thân phải hối tiếc vì đã không biết trân trọng giá trị của sức khỏe cho đến khi quá muộn. Hãy sống một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc và cân nhắc giữa công việc và sức khỏe để cuối đời không phải hối tiếc về những quyết định của mình. Thứ ba là đừng đợi đến khi chia xa rồi mới hối hận không quý trọng tình cảm. Khi chúng ta phải chia xa, khi mọi thứ dường như trở nên xa cách và hối tiếc mới ập đến, thì ta mới nhận ra giá trị của tình cảm và sự gắn bó. Khi sống gần cạnh nhau, ta thường dễ mất đi cái nhìn tự nhiên về sự quý trọng. Thay vì dành thời gian để tôn trọng và yêu thương nhau, chúng ta lại bị cuốn vào cuộc đấu tranh, cạnh tranh không đáng có, khiến cho tâm hồn ta trở nên mệt mỏi và tổn thương. Chỉ khi chia xa, khi khoảnh khắc giao thừa của cuộc sống kết thúc, ta mới nhận ra sự tiếc nuối và hối tiếc. Lúc đó, ta giật mình nhận ra rằng đã bỏ qua điều quý báu nhất, tình cảm và sự đồng cảm. Đôi khi nhận ra điều đó cũng là một cách học, một cách trưởng thành. Nhưng liệu có phải là đã quá muộn? Có lẽ không, vì ta luôn có cơ hội để thay đổi, để biết trân trọng những gì đang có, để không để mất đi trước khi nhận ra giá trị thật sự của nó. Hãy sống hết mình trong từng khoảnh khắc, yêu thương và tôn trọng những người xung quanh, để không phải hối tiếc về những điều đã qua và để tương lai không phải mang nặng những hối tiếc. Hãy nhớ rằng trong cuộc sống có 7 thứ khẩu nghiệp và 4 loại người cần tránh để không rước họa vào thân. Đừng để bản thân mình bị vướng vào những lối sống không lành mạnh, những mối quan hệ độc hại. Vì khẩu nghiệp trong đạo Phật được coi là loại nghiệp nặng nhất của chúng sinh. Tu được cái miệng, tức là tu học cách kiểm soát lời nói của mình, là một phần quan trọng của việc tu tâm. Rất nhiều người đã đắn đo suy nghĩ trước khi nói, và từ đó họ đã tránh được vô số tai họa và phiền toái. Không ít người vô tình mắc phải khẩu nghiệp mà không hề muốn. Đó có thể là do sự bất cẩn, thiếu suy nghĩ trước khi nói, hoặc thậm chí là do những lời nói hời hợt, không suy xét. Hãy dành thời gian để suy nghĩ và kiểm soát lời nói của mình. Chỉ cần một chút cẩn thận và nhận thức, ta có thể tránh được rất nhiều phiền toái và hối tiếc trong cuộc sống của mình. Để trừ nghiệp và tạo phúc, hãy bắt đầu loại bỏ những loại khẩu nghiệp sau đây. Đầu tiên, chuyện không nói có, chuyện có thì nói không. Trong cuộc sống, có một sự đối lập rõ ràng giữa việc nói và không nói. Phàm ở đời, những người thích phô trương và xây dựng những câu chuyện dối trá thường được coi là kẻ hung ác, hiện thân của ma quỷ. Và họ sẽ phải chịu hình phạt trong địa ngục sau khi qua đời. Hành động này không chỉ tạo ra mâu thuẫn và xung đột, mà còn gieo rắc hạt giống của sự đau khổ và mất lòng tin. Sự thông minh và sáng suốt nhất không phải là việc phô trương sự dối trá, mà là việc tuân thủ sự thật. Dù bạn có cho rằng lời nói dối của mình không gây hại đến ai,
thì sự thật vẫn là một. Bạn sẽ nhận ra rằng bản thân mình đã phạm phải một điều sai trái với lẽ tự nhiên khi nói dối. Vậy, hãy luôn chọn con đường của sự thật, dù có khó khăn và đau đớn đến đâu. Sự thật không chỉ làm cho cuộc sống của bạn trở nên trong sạch và tinh khiết, mà còn giữ cho tâm hồn bạn được thanh thản và bình yên. Thứ hai, những lời lẽ hung ác từ những cái miệng cay nghiệt thường bắt nguồn từ những tâm hồn bị tổn thương, thiếu thốn tình cảm. Dù có được nói ra với mục đích tự vệ hoặc tấn công, nhưng khi làm tổn hại đến danh dự và nhân cách của người khác, chúng ta đồng nghĩa với việc gieo rắc nghiệp quả tiêu cực cho chính bản thân mình. Hãy cẩn trọng hơn trong từng lời ăn tiếng nói hàng ngày, bởi cảm xúc và tâm trạng của chúng ta có thể dễ dàng biến đổi thành những vũ khí tàn độc, làm tổn thương người khác mà không cần đến vũ khí vật lý. Giết chết một con người bằng đao kiếm có thể đáng sợ, nhưng giết chết một tâm hồn bằng lời nói, đó mới thực sự là kinh hoàng. Những người nói lời ác khẩu thường là những người có khiếm khuyết về tâm hồn. Hãy thông cảm cho họ. Hãy cảm thông và hiểu rằng họ cũng chỉ là những con người có lúc cảm thấy bị tổn thương và cần sự chú ý quan tâm từ người khác. Hãy dành cho họ một chút lời khuyên, một chút sự đồng cảm để giúp họ tiến bước trên con đường hòa bình và hạnh phúc. Thứ ba là nói lời đôi chiều. Nếu ta gặp phải những người không có chính kiến, người chỉ biết nói lời đôi chiều, thì hãy cẩn thận và tránh xa họ. Họ thường là những kẻ mâu thuẫn trong nội bộ, luôn dung dán để hưởng lợi riêng mà không quan tâm đến người khác. Nghe chiều nào, họ sẽ nói chiều đó, không có sự chắc chắn và độc lập trong quan điểm của bản thân. Trong cuộc sống, chúng ta cũng cần phải rèn luyện ý chí và khả năng quyết đoán của bản thân. Nếu chúng ta đã lựa chọn một con đường, một quyết định, thì hãy biết chịu trách nhiệm cho những lựa chọn đó. Đừng để tâm lý dao động, đừng để những lời nói của những kẻ không đáng tin cậy làm ảnh hưởng đến quyết định của mình. Vì nếu không, chúng sẽ rước họa vào thân và cuộc sống sẽ trở nên mịt mù và rối ren hơn bao giờ hết. Thứ tư là nói lời thiêu dệt. Cổ nhân có dặn rằng, hãy nhớ câu, một nửa sự thật không phải là sự thật. Đôi khi chúng ta có thể tự cho rằng mình đang nói đúng, chỉ là thêm một vài chi tiết hài hước hoặc ly kỳ để làm cho câu chuyện thêm phong phú. Tuy nhiên, điều này cũng không nên làm. Lời nói chỉ nên đủ để người nghe có thể hiểu và đủ chân thành để truyền đạt được ý nghĩa thực sự của câu chuyện. Một câu chuyện khi truyền đạt từ người này sang người khác có thể biến thành một thứ hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, hãy cẩn thận và chân thành khi truyền đạt câu chuyện của mình. Đừng chỉ vì muốn làm cho câu chuyện thêm hấp dẫn mà thêm vào những điều không đúng sự thật. Sự chân thành và sự trung thực luôn được đánh giá cao hơn, và nó sẽ giúp cho câu chuyện của bạn trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn. Thứ năm là nói tam sao thất bản. Một trong những lỗi lầm mà con người thường vô tình mắc phải là một bi kịch đầy tiếc nuối trong cuộc đời của chúng ta. Trong số các tội lỗi này, việc ăn uống linh đình và lãng phí là một trong những khẩu nghiệp thường mắc phải mà ít ai ngờ tới. Chúng ta thường xem thường giá trị của thời gian, tiền bạc và tài nguyên của mình, hút hồn vào cuộc sống bận rộn. Chúng ta dễ dàng bỏ lỡ những khoảnh khắc quý báu cùng gia đình và người thân yêu. Chúng ta vô thức chi tiêu quá nhiều vào những thứ không đem lại giá trị thực sự, dẫn đến việc lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Nhưng liệu chúng ta có nhận ra được hậu quả của những hành động này? Tam sao thất bản không chỉ là mất mát về vật chất, mà còn là mất mát về tinh thần và đạo đức. Chúng ta cần phải nhìn nhận và trân trọng giá trị của thời gian, tiền bạc và tài nguyên, và sử dụng chúng một cách có ý thức và bền vững. Hãy học cách sống tiết chế, tôn trọng và dành thời gian cho những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Thứ sáu là phê bình khen chê. Từ khi còn đi học đến khi trưởng thành đi làm,
chúng ta luôn sống trong một môi trường bị đánh giá và đánh giá người khác. Trẻ con đi học bị đánh giá bằng điểm số, người lớn đi làm bị đánh giá bằng năng lực, mức lương và địa vị vô hình. Nhưng có một điều mà chúng ta cần nhận ra, đó là mỗi người đều có một quá trình riêng, một con đường riêng để phát triển và thành công. Môi trường này tạo ra tâm lý so sánh đố kỵ trong lòng, và dần dần sẽ tích tụ lại thành thói tham lam và tranh đoạt. Nhưng điều quan trọng là chúng ta không muốn rơi vào cái bẫy của cái ác này. Thay vào đó, chúng ta nên có tâm quan sát, học hỏi và đúc rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Hãy tập trung vào việc phát triển bản thân, trau dồi kỹ năng và kiến thức, thay vì lãng phí thời gian và năng lượng vào những cuộc tranh luận không đáng có. Điều này sẽ giúp chúng ta tránh xa khỏi cái bẫy của tâm lý so sánh và đố kỵ, và tạo ra một cuộc sống đáng sống hơn, đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Cuối cùng cũng là tứ chúng, hay còn được hiểu đơn giản là việc đi rêu rao lỗi lầm của người khác, thường là hậu quả của việc phê bình khen chê. Khi nói chuyện với một nhóm người, cách tốt nhất là chỉ nói những điều liên quan đến những người đang có mặt ngay trong cuộc trò chuyện, và tránh nói đến những người vắng mặt. Quy luật này tất yếu sẽ dẫn đến việc nếu có khen sẽ có chê, và lời nói đôi khi sẽ đi trước cả suy nghĩ. Thường thì chúng ta dễ bị cuốn theo làn sóng của cuộc trò chuyện và nói ra những lời chỉ trích mà không suy nghĩ gì. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng cả khen ngợi và chỉ trích đều có thể gây ảnh hưởng đến tâm trạng và tinh thần của người khác. Một lời chỉ trích không cân nhắc có thể gây tổn thương và đánh mất lòng tin của người nghe. Do đó, hãy cẩn thận và tỉnh táo trong mọi lời nói của mình. Hãy tránh xa khỏi việc rêu rao lỗi lầm của người khác và tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ tích cực và tôn trọng. Đó chính là cách để tránh xa khỏi mạng lưới của tứ chúng và các dạng khổ nghiệp khác mà chúng ta cần phải tránh. Do vậy, Kinh Phật đã dạy trong sinh hoạt hàng ngày về bốn hạng người mà chúng ta nên cần tránh. Đầu tiên là người hay nói lời lỗi của kẻ khác. Thứ hai là những người hay nói chuyện mê tín, tà kiến. Thứ ba là những người miệng tốt bụng nhưng lời nói lại đầy xấu xa, tình cảm giả dối. Và thứ tư là những người làm ít mà kể nhiều, sống vô ích và tốn thời gian của mình. Hãy ghi nhớ rằng, của cải có thể làm ra bao nhiêu cũng sẽ hết. Nhưng những lời tâm ý sẽ trường tồn, vượt qua cả thế hệ và đời đời. Những gì bạn trao đi chính là những gì bạn sẽ nhận lại. Người nói những lời cao đẹp, yêu thương, luôn cảm thấy thanh thản bình an trong tâm hồn. Còn ngược lại, những người nói lời xấu xa, ác ý, sẽ mang lại cho họ một cuộc sống tràn đầy phiền não và bất an. Hãy chọn lựa mỗi lời nói của mình một cách cẩn thận và tỉnh táo, để hạnh phúc và lòng bình an luôn ở bên cạnh bạn. Lời Phật dạy: tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Giá trị tinh thần của lời nói. Tại sao tu tâm không bằng tu khẩu? Người xưa có câu: bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Quả vậy, nghiệp báo từ những lời chúng ta nói là có thật. Vết thương trên thân thể theo thời gian có thể lành lại, nhưng vết thương từ lời nói có thể in mãi trong lòng, thấu tận tâm can. Lời nói là vô hình mà từ xưa đến nay đã gây nên bao nụ cười và nước mắt. Ác khẩu làm cho anh chị em xa lánh, bạn bè tốt rời xa, gia đình ly tán. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Ai trên đời cũng có lòng tự trọng. Đừng vì chút háo thắng của bản thân mà buông lời sỉ nhục người khác. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình vậy. Bằng không, phước báo của bản thân cũng sẽ mất dần. Phật dạy về ác khẩu và quả báo. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi
chỉ trích người chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khổ nghiệp không phải tự dưng mà hình thành. Nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý kiến, lời nói, phát ra từ miệng. Từ suy nghĩ tạo hành động, tạo lời nói. Từ hành động lời nói tạo thói quen. Từ thói quen đó tạo ra tính cách, số phận của người đó. Nên tự mỗi người đều có thể tự mình điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp, tức là tránh quà cho mình. Người thiện lương nói lời hay ý đẹp, tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Người đời biết được ắt sẽ xa lánh, quyền rủa, tiếng xấu còn lan truyền mãi về sau. Nho giáo có dạy rằng, vô ích ngữ ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy, đầu rơi, nhưng tái ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo, thì phải học cách cảm tình bản thân. Chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Lời nói là thứ ngôn ngữ quan trọng cho cuộc sống hàng ngày, là phương tiện kết nối, truyền đạt, đem lại sự thấu hiểu lắng nghe, giúp đỡ con người với con người về mặt tinh thần, an ủi khi buồn, chia sẻ khi vui. Giá trị tinh thần mà lời nói đem lại sẽ giúp con người chúng ta vượt qua nhiều nghịch cảnh, nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng không ít lời nói lại làm mất lòng nhau, gây cho nhau sự đau khổ, tổn thương lẫn nhau. Trong giới khoa học, lời nói giúp truyền tải các quan điểm nghiên cứu để khoa học được tiếp thu phát triển. Trong công việc, lời nói là cách thức trao đổi, làm việc nhóm, góp ý, động viên nhau. Trong đời thường, lời nói là sự bày tỏ yêu thương, chia sẻ cùng nhau, là cách nói năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Lời nói là một thứ ai cũng có, là một bản năng của con người. Ai cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình, được nói lên những cảm nhận về người khác. Lời nói còn là phương tiện để trao đổi thông tin, bộc lộ tình cảm. Với những giá trị mà lời nói mang lại đã đủ để cho thấy tầm quan trọng của nó. Nhưng lời nói lại không mất tiền để mua, mà vẫn có thể nói được. Vì vậy, người xưa vẫn thường răn dạy chúng ta phải biết cách chọn lựa, phải suy nghĩ thấu đáo, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ra một vấn đề gì, để tránh làm mất lòng, tổn thương người khác. Một lời nói có thể dẫn con người đến niềm vui tột đỉnh, nhưng cũng có thể đem đến sự đau khổ. Nó có thể cứu giúp một cuộc đời, nhưng cũng có thể kết thúc một cuộc sống. Cái hay của lời nói không phải là âm thanh được phát ra, mà đến từ nội dung, cảm xúc được truyền đạt bên trong nó. Chúng ta mất một vài năm học mẫu giáo, 5 năm học tiểu học, 4 năm học trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, nhưng lại mất cả đời để học nói. Nhà văn tác giả cuốn tiểu thuyết Nhà Giả Kim Paulo Coelho nói: những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc. Chúng ta phải học cách nói để khi nói ra không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau, để không phàn nàn, không phán xét, không chì chiết, để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng, để không khiến người ta nổi giận,
để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này vừa là do nghiệp, vừa là bởi nghiệp. Nghiệp đẩy ta đi, nhưng nguyện giúp ta chọn nơi tốt nhất để đến. Cho nên chúng ta nguyện có những điều an lành đến với chúng ta. Chúng ta thường gặp những thiện duyên được bình an trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nguyện và học để nói với những lời tốt đẹp. Làm sao để mình, để người được thanh thản? Đừng nói theo cách bới móc, rác rưởi, mà nói lời hay ý đẹp, hoa nở xinh tươi. Trong mọi mối quan hệ đều có hai mặt của vấn đề. Để chiến thắng một cuộc tranh cãi thì chính chúng ta đã thua. Thua gì để tranh cãi có thể dẫn đến sự bất hòa giữa hai người. Thua chính mình vì mình không kiềm chế được cảm xúc nhất thời muốn phân đúng sai. Đúng sai ra sao, cuộc đời sẽ dạy cho họ, không sớm thì muộn, họ sẽ nhận ra được bài học cho chính mình. Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái vòng luẩn quẩn của nhân và quả mà thôi. Cuộc đời cũng dài rộng lắm, miệng đẹp tâm tốt, cần phải tu mỗi ngày. Tạo hóa rất công minh, khi sinh ra hai con mắt để nhìn cho thấu, hai tay để nghe cho hiểu, hai chân để đi cho xa, hai tay để nâng làm việc giúp đời, nhưng lại chỉ cho ta một cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ nói những lời đáng nói, buông những lời cần buông, tu khẩu tu tâm cho nhẹ muộn phiền. Lời nói của con người vừa có sức nặng quỷ diệt, vừa có sức mạnh hàn gắn vết thương. Khi những lời nói vừa chân thực lại chứa đựng hảo ý thì có thể thay đổi thế giới của chúng ta. Quả đúng như vậy. Lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những nỗi buồn khổ. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của ai đó, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện trong họ, khơi gợi nảy mầm những chủng tử tốt đẹp. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả như thế. Đức Phật dạy rằng, ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong bốn điều bất thiện thuộc về lời nói. Vọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nó sẽ gây ra nhiều tác nhân cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra. Đức Phật khuyên, chớ nói lời làm tổn thương người, ác khẩu, ác chiêu mời quả báo. Đức Phật nói, nơi thân thể chúng ta có ba chỗ phát sinh ra nghiệp. Thứ nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ý nghĩ, gọi là thân, khẩu, ý. Trong đó thân có ba nghiệp ác là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ý có nghiệp là tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, tà kiến. Còn khẩu có bốn nghiệp, một là nói dối, hai là nói lời hung ác, ba là đâm thọc, kích bác người này, kích bác người kia để họ mâu thuẫn nhau. Bốn là nói lời thiêu dệt, có ít mình nói ra nhiều, gọi là nói lời ác độc, quyền rủa, nói những lời cay nghiệt, đó là nghiệp miệng, theo lời Phật dạy. Sống trên đời nên thận trọng với ác nghiệp, bởi vì ác khẩu, ác ngữ là lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Nhưng còn tùy vào ngữ cảnh giao tiếp, không phải lúc nào nó nặng lời hoặc lớn tiếng cũng là ác khẩu. Khẩu nghiệp chính là những khẩu nặng nề nhất trong mọi người. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Vết thương gây ra trên thân thể có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương trong lòng gây ra
bởi lời nói thì chưa biết bao giờ mới lành lặn được. Trong sách có một câu như sau: phàm làm việc gì, suy nghĩ đến hậu quả của nó, hay Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tức là người trí, người giác ngộ thì làm việc gì, nói lời gì, nghĩ điều gì, luôn luôn cẩn trọng cân nhắc đến hậu quả của nó. Còn người mà nói năng thô thiển, cư xử theo cảm tính, suy nghĩ cá nhân, ích kỷ, để được thỏa dạ, hạ lòng, khi hậu quả đến thì dạng phần âu lo. Con người sống ở đời mà dùng lời nói thâm độc, thô thiển, mắng nhiếc, chửi rủa, thì trước hết chính bản thân của người ấy đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, thiếu đạo đức, không văn minh trong lời nói giao tiếp, hạ thấp uy tín của bản thân. Không ai trong cuộc đời này có thể yêu thương con người như vậy được. Người thân trong gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lây nhiễm bởi những lời nói ác khẩu này. Là bậc làm cha, làm mẹ, nếu thường dùng ác ngữ đối với con cái, thì những đứa trẻ này sẽ tiếp nhận và trong quá trình trưởng thành ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính chất bất thiện này. Một đứa bé được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường có nhiều yếu tố bất thiện, thì khi trưởng thành chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tố chất đó. Còn nếu là phần con cái thường nói những lời thô bạo, thâm độc, thì chắc chắn cha mẹ thầy cô sẽ dây dứt, nao lòng. Những điều này Phật giáo gọi là nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của bản thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Cổ nhân thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng đều có báo ứng tương xứng. Trong cuộc đời, có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền. Càng ít nói thì càng tốt. Bởi theo Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến cho bạn hao tổn hết sạch phước đức. Thứ nhất, tránh lời nói vô căn cứ, nói lời dối trá. Thứ hai, tránh lời nói đưa chuyện thị phi. Thứ ba, tránh lời nói tiêu cực, than phiền. Thứ tư, tránh lời nói ác độc, làm tổn thương người khác. Thứ năm, tránh lời nói xấu người khác. Và thứ sáu, tránh lời nói bất kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại. Nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thiêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh thiệt hại hay xa lánh. Vì thế cần phải tránh xa. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Đức Phật dạy rằng, những lời tiêu cực, oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây ra quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của mình. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hạnh phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham, sân si, bớt ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ như thế nào thì con người của chúng ta cũng như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng
chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách, sao cuộc đời mình không may mắn như người ta? Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác, khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này than phiền một ngày chi bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này. Bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Người xưa có câu, lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương thân lục nguyệt hàn. Có nghĩa là, một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng ròng. Đức Phật đã dạy, ở đời luôn có luật nhân quả, đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác, thì sẽ có người khác hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác, cũng có người khác lừa dối bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Đức Phật còn dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Người xưa có câu, học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, thận trọng, cân nhắc điều gì nên nói, điều gì không. Những câu nói không suy nghĩ, có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói ác khẩu hay làm chuyện hại người, soi mói, nói xấu, chửi rủa người khác chẳng làm ta tốt lên được. Vậy, tốt nhất, thay vì ngồi bới móc, hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân mình. Khẩu nghiệp là loại nghiệp nặng nhất. Những câu nói vô tình có thể tạo ra nghiệp chướng vô lượng. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói của người khác, nhưng cuộc sống là của chính mình. Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Phúc họa tại miệng. Lời nói là vô hình, nhưng nhân quả báo ứng là thật. Sống ở đời nên biết tu khổ để tránh rước họa vào thân. Tu khổ cũng là để tích đức
cho con cháu sau này. Chấp nhận chịu thiệt, không hề là kẻ ngốc. Câu chuyện về người chuyên cho và kẻ chưa nhận. Dạo đời nhà Minh, có hai anh em tính cách trái ngược nhau. Trong khi người anh lười biếng, tham lam, thì người em lại chăm chỉ và thương người. Một lần khi họ để xe đi bán hàng đúng vào ngày mưa to, đường trơn, nên một trong hai người bị trượt chân và chiếc xe kéo cả hai người xuống vực và qua đời. Tới địa ngục, họ được lính gác đưa tới gặp Diêm Vương, đang phân định rằng họ không làm việc gì quá tốt hay quá xấu nên cùng được đầu thai làm người. Diêm Vương yêu cầu thử kiểm tra xem có gia đình nào sắp sinh con hay không. Gia đình nhà Triệu lớn lên sẽ thường bố thí và giúp đỡ người khác. Còn con trai họ Tạ sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ, và Diêm Vương đồng ý cho hai anh em này đầu thai vào hai gia đình trên. Người anh thầm nghĩ, nếu con nhà họ Triệu, mình sẽ bận rộn và vất vả vì đi giúp người khác. Nhưng nếu là con trai họ Tạ, thì mình sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ, cuộc sống sẽ an nhàn hơn bội phần. Nghĩ thế, nên anh cầu xin, thưa Diêm Vương, con mong có được cuộc sống an nhàn, nên ngài cho con tái sinh vào nhà họ Tạ, được nhận sự giúp đỡ của mọi người. Người em trai thường xuyên nhận thiệt thòi về mình, nên xin Diêm Vương cho anh được chuyển sinh nhà họ Triệu. Anh nói, tôi xin tình nguyện chuyển sinh vào nhà họ Triệu để làm việc giúp đỡ những người khó khăn. Sau khi phán quyết xong, cả hai anh em được đầu thai đúng như ước nguyện. Người em trai được chuyển sinh vào nhà họ Triệu, giàu sang, dư tiền của, họ thường xuyên đi giúp những hoàn cảnh khó khăn. Cậu hỗ trợ bố mẹ đi khắp nơi để cứu người và ai cũng mang ơn gia đình họ Triệu. Còn người anh lại được chuyển sinh vào nhà họ Tạ nghèo khổ, thường phải đi xin ăn thừa từ người khác. Cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn với việc đảm bảo đủ ăn, đủ sống bằng cách đi xin sự giúp đỡ của mọi người. Câu chuyện thứ hai, chịu thiệt lại là phúc không chừng. Chính Đức Phật cũng luôn nhận phần thiệt thòi về mình. Đức Phật ngay từ đầu đã chọn một vùng rất nghèo của đất nước Ấn Độ, một phần vì ngài thấy nơi đây khó khăn, nghèo khổ, lạc hậu, cho nên Đức Phật muốn gieo duyên cho vùng đất đó. Khi mọi người đến chiêm bái ngài, người dân nơi đó được hưởng phước hoặc sanh tính tâm, thiện căn tăng trưởng, dần dần đi đến giác ngộ. Nếu ngược lại, ngài chọn đến trung tâm một thành phố lớn để thị tịch cho nhiều người đến viếng mình, để mình được nổi tiếng, lo đám cho mình được lớn lao đầy đủ. Ngài nghĩ đến người khác mà chọn cho mọi người là một sự quên mình, và nghĩ đến cho chúng sinh là một sự dấn thân thực sự. Hiện nay, phần đông chúng ta được phân công đi đâu đó để làm việc thì thích chọn chỗ giàu sang tiện nghi để cưng chiều tư ngã, phục vụ cho tấm thân tứ đại này được êm ấm. Ngay việc chọn nơi thị tịch của Đức Phật, chúng ta đã học được công hành dấn thân cho ra thực sự. Khi quên mình để dấn thân cho ra thì sẽ cảm nhận được niềm an vui, biết đó là việc làm cao thượng. Khi cõi lòng được an vui thanh thoát như vậy thì biết chúng ta đã học đúng theo thiền pháp, theo hạnh giác ngộ mà Đức Phật đã chỉ dạy, sẽ đưa đến một đời sống an ổn, tươi vui. Ngài biết rõ rằng phúc lộc thọ ở thế gian, con người đều là đổi từ thức ăn mà ra. Bản thân có thể chịu thiệt thòi ở hiện tại, nhưng lại có thể tích đức không chỉ cho mình mà cho muôn loài. Chúng ta tầm thường gì chỉ tập trung lợi ích cho mình, bởi vì đại đa số chúng ta mong cầu sự thoải mái, tiện nghi, nên không chịu nổi thiệt thòi. Đi làm thích việc nhẹ nhàng nhất, hay lên xe, đến một cuộc họp, ta thường tranh chỗ tốt, còn người khác thì mặc kệ. Có thể thấy, mỗi một ý niệm hay hành động nhỏ,
con người thường nghĩ về mình hơn là người khác hay tập thể, và thậm chí là bạn tập trung lợi ích cho gia đình mình hơn bất cứ những người xung quanh khác, cũng chính là tư lợi về mình. Chúng ta quên mất niềm vui mang lại khi được giúp ai đó, cho dù bản thân không được thoải mái, nhưng tâm ta lại được vui. Thử tưởng tượng, mỗi lần ai nhận được sự hỗ trợ của ta là họ vui, ta cũng thấy vui đấy thôi. Chỉ khi không nghĩ cho mình mà chỉ nghĩ cho người khác và dễ có được niềm vui cao thượng. Không đủ trí tuệ để đủ nhìn xa trông rộng, nên chúng ta thường coi trọng bản thân mình quá. Vì thế, lòng mình trở nên nhỏ hẹp, đời sống ích kỷ, nhỏ nhoi. Từ đó, cuộc sống dễ sanh muộn phiền. Thay vì chăm chăm cho lợi ích của bản thân, bạn nên làm những việc mà để khi về già, ngồi gẫm lại những việc đó, tự nhiên trong lòng thấy phấn chấn an vui, thoải mái mỉm cười khi nghĩ về. Chỉ khi không đặt mình trên tất cả, ta mới xem nhẹ và nhìn mọi thứ xung quanh trở nên đơn giản. Từ đó, lòng tự mở rộng, thường ban cho người khác những gì tốt nhất. Với mình thì bình thường, như thế nào cũng được. Nhẫn nhịn chịu thiệt lại tạo ra phúc. Sẽ có lúc bạn lo sợ rằng mình chịu thiệt sẽ bị lợi dụng, nhưng nên nhớ rằng việc đó còn phải kết hợp cả sự nhạy cảm, trí tuệ để bạn đưa ra lựa chọn đúng. Nhưng cũng đừng quên quy luật nhân quả sẽ tìm cách cân bằng, và bạn cũng chẳng phải lo nghĩ việc đối đầu với họ. Chịu thiệt có phải là kẻ ngốc? Cứ quay về những thời kỳ lịch sử, có rất nhiều hiền sĩ quân tử cũng lấy chịu thiệt để yêu cầu, ước thúc bản thân mình và giáo huấn con cháu, thì họ có ngốc hay không? Kỳ thực, đó là hành động của sự khôn ngoan. Không phải ai ý thức được cũng đã làm được, vì trong đó chứa đựng cả cảnh giới của sự từ bi và trí tuệ. Người biết chấp nhận chịu thiệt là khôn ngoan. Họ có tấm lòng từ bi rộng lớn, luôn suy nghĩ cho người khác trước mà quên đi bản thân. Nếu có thể giúp ích cho người khác thì họ sẵn sàng chịu thiệt thòi. Họ cũng không vì lợi ích trước mắt mà tranh đấu. Bởi lẽ, điều mà người chịu thiệt đạt được không chỉ là nội tâm thanh tịnh, mà còn tích được công đức sâu dài về sau. Họ sẽ nhận được phước báo theo quy luật nhân quả. Cuộc sống này, ai chẳng ham muốn hưởng lạc. Nhưng việc đó quá đơn giản, và lối sống ấy chỉ khiến chúng làm tiêu hao, mài mòn ý chí và ăn mòn tinh thần nhất. Nếu biết chủ động chọn việc lao động vất vả, cực khổ, thích đáng, có khả năng mài luyện ý chí và rèn luyện thân thể, thì chúng ta càng có thêm trải nghiệm, kinh nghiệm sống. Với những kẻ luôn luôn khiến cho người khác phải chịu hại, chịu thiệt, bạn bè, người thân xa lánh, không ai muốn làm việc cùng, chẳng phải là mất đức rồi sao? Nhưng với người luôn sẵn lòng chịu thiệt, thường làm việc tốt, chính vì vậy những điều may mắn, hảo vận thường đến với họ. Vì thế, chúng ta, nhất là thế hệ trẻ hiện nay, đừng ngại học hỏi, làm việc tốt, nói lời hay. Trong tâm chứa đựng điều tốt đẹp, trước tiên tạo phúc cho người khác, sau đó người đó cũng sẽ tạo phúc cho bạn. Như thế thì có đâu mà thiệt thòi. Vì thế, chấp nhận chịu thiệt là khôn ngoan đấy chứ. Trong xã hội ngày nay, nơi mà tiến bộ khoa học và kỹ thuật đang làm thay đổi cách sống, cách suy nghĩ của con người, thì vai trò của Phật giáo cũng không thể phủ nhận. Để tồn tại và phát triển trong môi trường như thế, Phật giáo cần đặc biệt chú trọng vào vai trò chánh trì chánh kiến trong mọi hoạt động của mình. Ở mức độ cá nhân, vai trò của người lãnh đạo trong Phật giáo trở nên cực kỳ quan trọng. Họ cần phải là người có tư duy sâu sắc về Phật giáo, đồng thời phải hiểu biết về thực tế xã hội và những thách thức mà con người đang phải đối mặt. Điều này đòi hỏi họ phải có sự linh hoạt trong suy nghĩ, hành động, không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức để đồng hành
cùng với sự phát triển của xã hội. Ngoài ra, công tác tổ chức cũng là yếu tố không thể thiếu trong việc thực thi tinh thần chánh trị chánh kiến. Các tổ chức Phật giáo cần phải tổ chức hoạt động một cách hợp lý, minh bạch, có chất lượng, từ việc tổ chức các lễ hội đến việc quản lý tài chính, nhân sự. Chỉ khi tổ chức hoạt động được mạnh mẽ và hiệu quả, Phật giáo mới có thể lan tỏa tinh thần của mình ra xã hội một cách rộng rãi, sâu sắc. Một khía cạnh rất quan trọng là công tác giáo dục và đào tạo. Trong bối cảnh mà tri thức, kiến thức ngày càng trở nên quan trọng, việc truyền dạy, giáo dục về tinh thần Phật giáo là một điều không thể thiếu. Cần phải có những chương trình giáo dục phong phú, phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng trong cộng đồng, từ trẻ em đến người lớn, người già. Khi có được nền tảng kiến thức vững chắc về Phật Pháp, con người mới có thể thực hành, ứng dụng những giá trị của Phật giáo vào cuộc sống hàng ngày. Nhìn chung, bối cảnh xã hội ngày nay ngày càng phát triển, tiến bộ, Phật giáo cũng cần phải linh hoạt, đổi mới để đáp ứng được nhu cầu của thời đại, đồng thời giữ vững được bản sắc và tinh thần của mình. Đặc biệt, việc đề cao vai trò của chánh trị, chánh kiến trong mọi hoạt động sẽ giúp cho Phật giáo duy trì, phát triển bền vững trong thời đại ngày nay. Lời Phật dạy về niềm tin. Theo Tuệ Giác Thế Tôn, nếu hai người tu tập như nhau, cùng giữ giới đức và có trí tuệ hiểu biết ngang nhau, nhưng về hành bố thí giúp đỡ sẽ chia, có sự chênh lệch, thì người bố thí nhiều hơn sẽ được phước báo tối thắng. Niềm tin đối với một người. Một thời, Thế Tôn ở Kimbila tại Veluvana dạy các tỳ kheo. Có năm nguy hại này, này các tỳ kheo, trong lòng tịnh tín đối với một người, thế nào là năm? Này các tỳ kheo, người nào được một người tịnh tín, rồi người ấy phạm lỗi, và chúng tăng tùy theo lỗi đã phạm, ngưng chức người ấy, bắt người ấy xuống ngồi cúi. Lại nữa, người nào được một người tịnh tín, rồi người ấy đi đến nơi khác, hoặc người ấy bị loạn tâm, hay người ấy bị mạng chung. Người này suy nghĩ, người mà ta ái mộ, ưa thích, nay người ấy bị chúng tăng ngưng chức, bị bắt xuống ngồi cúi. Này, người ấy đã đi xa, bị loạn tâm, bị mạng chung, và người này không còn tình tín với các tỳ kheo. Do không còn liên hệ với các tỳ kheo khác, người này không nghe diệu pháp. Không nghe diệu pháp nên người này thối đọa khỏi chánh pháp. Này các tỳ kheo, đây là năm nguy hại đối với việc chỉ tình tín đối với một người. Niềm tin vào Tam Bảo của một người Phật tử tại gia, nhất là niềm tin đối với vị tăng hoặc ni, được xem là một yếu tố quan trọng trong vấn đề học hỏi Phật Pháp nhằm tăng trưởng phước báo và chuyển hóa nỗi thống khổ, niềm đau trở thành an vui, hạnh phúc. Tăng là một đoàn thể thanh tịnh và có cuộc sống hòa hợp với nhau trên tinh thần vô ngã, vị tha. Chúng ta tin tăng đúng nghĩa với gửi trọn niềm tin vào đoàn thể đó, chứ không nên thần tượng một cá nhân. Dựa trên niềm tin đối với Tăng Bảo, người Phật tử tại gia có thể thân cận, gần gũi để cùng nhau học hỏi những điều hay lẽ phải. Thế nhưng, chúng ta chỉ tin vào một vị tăng duy nhất và gần như không quan tâm đến đoàn thể tăng già. Đó là điều có thể dẫn đến nguy hại. Niềm tin phải đi đôi với trí tuệ mới là niềm tin chân chính. Cộng đồng xuất gia ngày hôm nay đại đa số là tăng phàm phu, chưa thể gọi là đoàn thể thanh tịnh, bởi một số vị tăng đang còn tiến trình học hỏi mà chưa thực sự có được thể nghiệm trong tu tập. Sự thật này tuy ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của tăng đoàn, tuy nhiên đó là việc cá nhân,
bởi vì bàn tay cũng có ngón ngắn, ngón dài. Chính vì thế mà hôm nay chúng ta thường chỉ trích, phê phán người khác, do chúng ta chỉ tin vào một người duy nhất là thầy của mình. Sư phụ của tôi, chân sư của ta là bậc lỗi lạc thông tuệ. Như vậy ta vô tình đánh mất niềm tin vào tăng già, đoàn thể sống an vui vì lý tưởng giác ngộ của chính mình và người khác. Có người sống trên đời thường mong ước có được nhiều thứ như tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn no mặc ấm, hạnh phúc lâu dài. Trong các thứ tài sản, theo tuệ giác của Thế Tôn thì lòng tin đối với Tam Bảo là tối thượng, bởi đức tin là mẹ của các công đức. Khi ta có lòng tin sâu sắc thì ta mới có được tất cả nhờ dứt ác làm lành, buông xả mọi sự chấp trước dính mắc của đời. Văn tư tu để có hiểu biết chân chánh, để chúng ta có được một đời sống vững chãi sâu sắc, thì người tại gia phải văn tu, nhờ vậy mà phát sinh trí tuệ để có hiểu biết chân chính. Chính vì vậy, người Phật tử tại gia phải nhận ra chân giá trị của cuộc sống để có lòng tin, không thoái chuyển mà thực hành chánh pháp, phát huy trí tuệ để chứng nghiệm giải thoát ngay tại đây, ngay bây giờ. Nếu chúng ta tin tăng mà quá thần tượng một người nào đó, dễ rơi vào sự sùng kính thái quá đến mê muội, dẫn đến kiến chấp khinh khi khi thấy thầy mình hay giỏi đạo đức hơn người mà làm tăng tự mãn đối với người được tôn kính. Theo tuệ giác của Thế Tôn, đó là những nguy hại khi ta chỉ đặt niềm tin vào một con người. Nếu người ấy chẳng may bị vô thường chi phối, dẫn đến mất đi nơi nương tựa tinh thần, thì có thể thối đọa bồ đề tâm mà tự đánh mất chính mình. Lòng tin của chúng ta phải có cơ sở, mà cơ sở được trải nghiệm qua sự quán chiếu tìm tòi. Chính sự quán chiếu làm cho ta tăng trưởng thêm về sự nhận thức đúng đắn. Nhờ vậy, trong đời sống ta bớt âu lo, căng thẳng hay phiền muộn khổ đau. Chúng ta tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong những phút giây làm việc để phục vụ cho tha nhân và không phải bận tâm lo lắng nhiều đến kết quả của nó. Lòng tin khi phát sinh trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta giải thoát được cái tôi dính mắc, cố chấp vào sự hiện hữu của nó. Nếu chúng ta tin tăng thì sẽ đụng chạm tới những người nào? Tới các thầy tà, bạn ác. Nếu thực sự chỉ biết đi chùa tụng kinh, lạy Phật, làm công quả, ngồi thiền và buông xả các tạm niệm xấu ác, thì ta đâu còn thời gian để đi nói xấu người này, người kia. Ấy thế mà vẫn đụng chạm tới họ. Chúng ta tin giới pháp của Phật và áp dụng tu hành là đã đụng chạm tới những sinh hoạt phi đạo đức, gây ra các tệ nạn xã hội, làm khổ đau cho nhân loại. Cho nên, việc mình thực hiện niềm tin với Tam Bảo là mình đã đụng tới tất cả những người không có niềm tin với Tam Bảo chân chính rồi. Thế cho nên, người Phật tử tại gia cần phải xây dựng niềm tin, sự kính trọng vào đoàn thể Tăng Bảo. Thầy của mình dù có tài giỏi, đạo đức cũng chỉ là một cành lá của cây tăng già. Cây tăng đoàn luôn to lớn, bao bọc cành lá xum xuê nhờ gốc rễ lâu đời, bởi sự bền chặt ăn sâu vào lòng đất. Chiếc lá có thể vàng úa rụng rơi, cành nhánh có thể bị gãy đổ, nhưng cái đại thọ kia thì luôn trụ vững theo thời gian. Chúng ta hay bỏ quên cây lớn để nắm bắt cành nhánh là một thiệt thòi to lớn, lầm tưởng cành nhánh là chỗ nương tựa, e rằng có ngày sụp đổ. Đây cũng là điều mà các hàng Phật tử tại gia cần phải suy tư, nghiệm xét nhiều hơn nữa để thành tựu niềm kính Tăng Bảo cho đúng pháp. Phước báo thù thắng của bố thí. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana
tại khu vườn ông Nathapidika rồi Sumana, con gái vua cùng 500 thiếu nữ hộ tống, đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn có hai đệ tử của Thế Tôn, đồng đẳng về tính, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ. Một có bố thí, một không bố thí. Sau khi thân hoại mạng chung thì giữa hai vị ấy được sinh lên cõi trời hoặc sanh lại cõi người, thì giữa hai vị ấy có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì? Có sự sai biệt. Này Sumana, người có bố thí khi được làm một vị trời hoặc được là người đều vượt qua người không bố thí trên năm phương diện, đó là thọ mạng, nhan sắc, an lạc, danh xưng và tăng thượng. Người có bố thí, này Sumana, khi được làm vị trời hoặc được làm người đều vượt qua người không bố thí về năm phương diện này. Hai người cùng làm một công việc trong một thời điểm và có tài sức ngang ngửa nhau, thế nhưng có người thành công và có người thất bại. Đối với những người không thành công, họ hay tự an ủi rằng số mình chưa tới, hoặc đổ thừa mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Nhưng ít ai biết rằng tất cả nên hư, thành bại, tốt xấu đều do mình tạo ra trong quá khứ hoặc trong hiện tại. Theo Tuệ Giác Thế Tôn, nếu hai người tu tập như nhau, giữ giới đức, trí tuệ, hiểu biết ngang nhau, nhưng về hành bố thí giúp đỡ sẽ chia, có sự chênh lệch. Người bố thí nhiều hơn sẽ được phước báo tối thắng. Người bố thí sẽ hơn người không bố thí trên năm phương diện thọ mạng, nhan sắc, an lạc, danh xưng và tăng trưởng về mọi mặt. Chính vì thế, người Phật tử tại gia cần phải phước huệ song tu để đạt được trọn vẹn về mọi mặt. Người biết bố thí sẽ bớt lòng tham lam, ích kỷ, tăng trưởng tâm từ bi để nhận đời an vui, hạnh phúc ngay tại đây và ngay bây giờ. Bố thí và cúng dường là một pháp tu phổ biến của người Phật tử tại gia. Người thực hành bố thí cúng dường trước hết xuất phát từ sự tự nguyện với lòng vui vẻ, hân hoan. Bố thí với tâm thanh tịnh, không thấy mình là kẻ ban ơn. Nếu bố thí như vậy, mình cũng cao ngã mạn, sinh tâm tự đắc, coi thường thiên hạ. Đối với chúng tăng, những người thọ thí hay những người được giúp đỡ lại càng phải cố gắng tu hành nhiều hơn nữa để hoàn thiện chính mình. Bởi vì của biếu là của lo, của cho là của nợ. Cho thì còn, ăn thì hết. Nếu chúng ta không trau dồi đức, tu sửa thân tâm, chuyển hóa phiền não, tham sân si, thì cũng tính thí khó tiêu. Sự thọ nhận càng nhiều, giống như ta ký tờ giấy nợ mỗi ngày càng tăng lãi suất, sau này sẽ mang lông đội sừng để đền trả xứng đáng. Bố thí để xả bỏ lòng tham lam. Cho người tức là tích lũy phước báu cho mình, đó là chúng ta biết đầu tư vào ngân hàng công đức. Giúp đỡ người khác hay cúng dường chư tăng mà không cần đền đáp là một việc khó làm đối với những người tham lam keo kiệt, lại càng khó khăn hơn với những người không dám cho đi những gì mình yêu thích. Đa số những gì mình cho là của thừa thải, như vậy đối với họ cũng là hay lắm rồi. Dù sao vẫn đỡ hơn những người chỉ biết đem về cho mình dưới nhiều hình thức. Người Phật tử thì lúc nào cũng sáng suốt hơn, ý thức việc bố thí là một nghĩa cử cao đẹp, nên lúc nào cũng sẵn sàng cho đi, không cầu nhận lại. Thậm chí có khi phải dâng hiến cả thân mạng cho những gì mình thích, mình trân quý mới thực sự là cách làm khó nhất. Ai cũng còn chấp ngã, bám víu vào cái của mình. Để đạt được cách cho đi mà không cầu nhận lại, người Phật tử cần phải huấn tu trí tuệ để thấu rõ bản chất của cuộc đời là vô thường,
duyên sanh và vô ngã. Tuy không mong cầu, nhưng phước báo của người vẫn đầy đủ trọn vẹn. Phước báo của mỗi người giống như cây cối, có gốc rễ, thân cành, nhánh lá và hoa trái. Chính vì thế, chúng ta phải vun trồng cây phước, chăm bón, tưới thẩm thì mới trổ quả phước thơm ngọt. Như chúng ta đã biết, bố thí sẽ mang lại phước báo thiện lành, tốt đẹp trong hiện tại, mai sau. Tuy nhiên, ngoài việc mong cầu phước báo để có đời sống ổn định, bố thí còn là một phương pháp buông xả để chuyển hóa lòng tham lam, ích kỷ, hẹp hòi. Bố thí ba la mật. Bố thí cúng dường là hành động làm phước thiện. Theo luật nhân quả, nó là điều kiện thiết yếu để tiêu trừ đau khổ, chuyển hóa nghèo cùng khốn đốn, không còn sợ nghèo đói, vượt qua nỗi sợ bất an, sợ hãi trong cuộc sống, như một mũi tên chỉ đường để ta không còn bị lầm đường, lạc lối. Người Phật tử chân chánh, việc thiện dù nhỏ mà chịu khó làm thì vinh hoa phú quý sẽ đến với ta trong hiện tại và tương lai. Nhờ bố thí mà lòng tham lam, ích kỷ của ta được giảm bớt, ngày càng được tiêu trừ tâm xấu ác. Nếu chúng ta chất chứa lòng tham, tạo ra nhiều nỗi khổ niềm đau cho người khác, nuôi dưỡng lòng hiềm hận, luôn sống trong bất an, lo sợ mà làm tổn thương người khác. Theo Tuệ Giác Thế Tôn, nếu chúng ta bố thí có điều kiện thì gặt được phước báo có giới hạn trong một chân mực nào đó. Nếu chúng ta bố thí vô tâm, không toan tính, thì ta đã biết tu phước và tu huệ rồi đó. Chính vì thế, tu tập bố thí muốn đạt được lợi ích lớn và kết quả lớn về hai mặt vật chất lẫn tinh thần thì tâm phải rộng lớn, không mong cầu. Bởi chỉ có vô tâm mới đạt được công đức, phước báo vô lượng, vô biên. Phước báo sống thọ, khỏe mạnh, nhan sắc dung mạo xinh đẹp, nhiều người thích ngắm nhìn, lại có đời sống an vui, hạnh phúc, địa vị danh vọng cao, mọi điều vốn tốt đẹp lại càng được tăng trưởng thêm theo thời gian, là ước mơ chung của rất nhiều người. Do vậy, người Phật tử sống và tu tập theo chánh pháp Phật Đà, luôn thực hành bố thí, cúng dường người tu hành chân chánh để sống đời hạnh phúc trong hiện tại và mai sau. Nhân duyên giàu nghèo. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, tại tỉnh xá của ông Nathapindika, có thanh niên Suha Turiyaputta đi đến đảnh lễ. Bạch Thế Tôn, thưa Thế Tôn, do nhân duyên gì giữa loài người với nhau, chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn. Này thanh niên, hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không bố thí, cúng dường cho sa môn hay bà la môn các đồ ăn uống, y phục, xe cộ, ngọa cụ, y dược, đèn đuốc, nhà cửa. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Nếu được sanh vào loài người, người ấy phải chịu nghèo hèn, có tài sản nhỏ. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông có bố thí cúng dường cho sa môn hay bà la môn các đồ ăn uống, y phục, xe cộ, ngọa cụ, y dược, đèn đuốc, nhà cửa. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, thiên giới. Nếu sanh vào loài người, người ấy được giàu sang, có tài sản lớn. Trích từ Trung Bộ 3, Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, ấn hành năm 1996, trang 478. Bố thí và cúng dường là nhân lành để kết hoa thơm trái ngọt, quả báo giàu sang phú quý trong hiện tại và mai sau. Chính vì vậy, ngày hôm nay, nhiều người khá giả, giàu có,
là nhờ phước báo bố thí cúng dường. Ngược lại, những người không biết san sẻ, giúp đỡ, cho nên hiện tại rất nghèo hèn, có tài sản ít ỏi, dù quanh năm vất vả, nhọc nhằn lao động. Trong các đối tượng thọ nhận bố thí và cúng dường thì các bậc sa môn, những người tu hành chân chính là những người xứng đáng nhất. Bởi vì các vị ấy luôn biết buông xả, giúp đỡ cho mọi người, biết hiến đời của mình cho lý tưởng giác ngộ và dấn thân làm cho đạo đời ngày càng tốt đẹp. Các ngài là ruộng phước điền tối thượng để tất cả chúng sanh gieo trồng phước đức, hoàn thiện chính mình. Tuy nhiên, không vì thế mà người bố thí cúng dường chỉ hướng đến những vị đạo cao đức trọng mà bỏ quên đi những người bất hạnh, nghèo hèn, thiếu thốn khó khăn. Chính sự phát tâm bố thí rộng rãi, tùy duyên không phân biệt, không cố chấp, mới là người thật tâm bố thí nên hưởng quả báo an vui, hạnh phúc ngay tại đây và ngay bây giờ. Nhiều người vẫn thắc mắc về những hiện thực dường như nhân quả không công bằng chút nào. Những kẻ bất nhân, không đạo đức, làm ăn phi pháp, tham nhũng lường gạt, tạo nhiều oan trái trong xã hội, nhưng vẫn sống giàu sang, có nhiều thế lực và tài sản lớn hơn người khác. Chúng ta nên nhớ rằng, sự giàu sang ấy là dư báo của những việc làm tốt trong nhiều kiếp về trước, không phải do làm ăn bất chính trong đời này mà có được. Nhân quả mang tính cách ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Đồng thời, những người hiền lành, làm ăn lương thiện mà vẫn chịu sự bất hạnh, nghèo đói, thiếu thốn khó khăn, do họ không biết bố thí cúng dường, chứ không phải bởi vì họ sống thiếu lương thiện mà bị thua thiệt đói nghèo. Nghèo là không biết gieo nhân bố thí cúng dường. Ngày xưa, khi mẹ của chúng tôi còn sống, mỗi lần nấu cơm cho gia đình, bà lấy một ít gạo bỏ vào cái hũ để ở góc bếp. Đi chợ về, còn một chút tiền lẻ, bà bỏ vào một cái hộp. Bà giải thích rằng, bớt đi vài nắm gạo, bữa ăn của cả nhà cũng không đến nỗi thiếu. Nhưng có cái để dành mà giúp những người cơ nhỡ, lỡ đường. Nếu không làm như vậy, muốn giúp đỡ người cũng rất khó, vì nhiều khi muốn giúp lại không có sẵn gạo tiền. Mẹ tôi dạy rằng, việc bỏ gạo vô hũ chính là tích âm đức, là làm phước. Mẹ còn dạy, khi đi ra đường nên mang theo ít tiền lẻ trong túi, để khi cần thiết, có cơ hội thì giúp đỡ những người khốn khó. Chim chết vì ăn, không ăn sẽ chết đói, cho nên nó dễ dàng bị con người tìm đủ mọi cách để bắt chúng. Con người cũng vậy, suốt ngày làm việc nhọc nhằn, vất vả, chạy ngược chạy xuôi để kiếm ra đồng tiền, nuôi sống bản thân, gia đình. Trong mấy chục năm sống giữa trời đất, thử hỏi con người ta có bao nhiêu thời gian để sống cho được thoải mái đây? 6 tuổi phải vào lớp học, đến khi khôn lớn trưởng thành, lấy vợ, lấy chồng, rồi sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống nhân loại. Duy trì mạng sống thì phải làm việc cho đến khi nào già bệnh chết mới thôi. Người có phước thì được hưởng chế độ lương hưu, kẻ thiếu phước thì chật vật, bươn chải kiếm sống trong khó khăn. Đời người nếu sống như vậy liệu có ý nghĩa gì? Người nghèo quá dễ sinh ra những hành động thấp hèn, không có niềm tin vào nhân quả, cho nên oán trời trách đất, đổ thừa cho gia đình, người thân, xã hội. Nghèo khó dễ đưa đẩy con người vào con đường xấu xa, tội lỗi, vì sự thiếu thốn những nhu cầu cần thiết trong đời sống hàng ngày. Người Phật tử chân chánh cần phải biết rằng, giàu hay nghèo đều là do nhân quả tốt xấu đã gieo từ kiếp trước, cộng với hiện đời không biết siêng năng, chịu khó, học hỏi làm việc tích cực. Nghèo khó là do không biết gieo nhân thiện lành để giúp đỡ người, cứu vật khi cần thiết, lại còn ăn chơi,
phóng túng sa đọa, không tin vào nhân quả, nên thường xuyên làm các việc xấu ác, chính là nguyên nhân dẫn đến phá sản. Dần dần có nói, bần cùng sinh đạo tặc là câu tục ngữ luôn răn nhắc chúng ta phải cố gắng gieo trồng phước đức bằng cách làm lành tránh dữ, tích công bồi đức. Nhờ vậy mà không bị rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. Trong nghiệp báo không chỉ có những điều riêng mỗi người gánh chịu hay còn gọi là biệt nghiệp, mà còn cả một cộng đồng, xã hội hay một gia đình cũng phải cùng nhau gánh chịu hậu quả tốt xấu, gọi là cộng nghiệp. Có người cho rằng nghèo hay giàu đều có những nỗi thống khổ riêng, chẳng có ai có thể bình yên hạnh phúc giữa cuộc đời này. Nếu như người giàu có biết sống tốt, tin vào nhân quả, họ sẽ không tự mãn mà tìm cách san sẻ giúp đỡ những người khác khi có nhân duyên. Bố thí cúng dường là pháp tu để phát triển lòng từ bi, gieo trồng phước báu trong hiện tại và tương lai. Đặc biệt ai cũng thực hiện được pháp tu này. Nếu chúng ta không có tài sản để bố thí cúng dường thì phát tâm tùy hỷ, vui theo với người làm phước, người vui theo xả được tâm ganh ghét lật đổ, người bố thí thì được giàu có. Siêng năng học hỏi, làm việc và tiết kiệm dẫn đến quả giàu có. Thường người nghèo ít học, thiếu hiểu biết nên dễ dàng làm những điều sằng bậy, bởi vì họ không tin vào nhân quả. Họ không hiểu tại sao người khác giàu còn mình lại nghèo. Nghèo là do không biết bố thí cúng dường, hiếu dưỡng với cha mẹ, giúp đỡ chia sẻ với những người bất hạnh khó khăn. Luận về nhân quả giàu nghèo đều có nguyên nhân xa xôi của nó, không có gì bỗng dưng thì không chúng ta lại nghèo. Những người nghèo khó hiểu biết quá nông cạn thì không biết quân bình, tham muốn, cuộc sống cơ cực, vất vả quanh năm suốt tháng, nợ nần chồng chất, thiếu trước hụt sau, không có tiền để vui chơi giải trí, chỉ lấy việc chăn gối làm đầu tiên, vậy thường đông con. Họ không biết cân nhắc sắp xếp cách thức để ổn định kinh tế gia đình ngay từ những buổi đầu. Những người giàu có thường rất khôn ngoan sáng suốt. Khi chưa thành tài, họ cố gắng vừa học vừa làm, chịu khó siêng năng cần mẫn. Khi đã ổn định công ăn việc làm, đời sống kinh tế tương đối, thì họ mới tính đến việc trăm năm xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái. Người nghèo sẽ bố thí bằng lời nói an ủi, động viên giúp đỡ người khác. Thấy người bệnh thì thăm hỏi, chăm sóc. Nếu có thời gian thì đến chùa làm công quả. Như vậy, giàu nghèo ai cũng có thể bố thí được. Chúng ta có thể bố thí lời nói, tấm lòng hay tùy hỷ với việc làm tốt của mọi người để tích lũy phước báu về sau.